Nhưng mà anh chị em chúng ta khỏe không ạ? Alleluia. Cảm ơn Chúa với buổi sáng tốt lành, buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo dựng nên để cho chúng ta tôn thờ Ngài. Amen. Và hôm nay có một vài chiếc ghế tiếng trống. Có lẽ là quý ông bà anh chị em chúng ta bận rộn điều gì đó đúng không ạ? Nhưng mà dù có trống ghế hay không trống ghế thì Chúa Ngài vẫn hiện diện ở nơi đây. Amen quý vị. Có ai đi xa mà không nhớ về quê hương, không nhớ về gia đình của mình? Đây là một cảm giác rất là thân thuộc, một cái tình cảm của một con người đối với quê hương của mình, với gia đình của mình, đặc biệt với nhà của mình. Có ai ở đây không có nhà không? Quý vị ở đây có ai không có nhà để về không ạ? Ai cũng có. Tất cả chúng ta đều có nhà để về. Và cái nhà mà tồn tại vĩnh cửu để về, cái nhà mà sẽ không bao giờ hư mất. Tôi xin lỗi, tôi phải bỏ cái mic để ra thôi. Tôi cảm thấy nó không quen, nó cứ vương vước làm sao. Cái nhà để về, cái nhà vĩnh cửu ấy, là nơi mà khi nói đến thì ai cũng mong muốn. Nhưng mà để hành động để trở về nhà cha của chúng ta đời đời thì không phải ai cũng hành động theo. Một thực trạng nó là như vậy đấy quý vị ạ. Một ngày kia thì có một cái người con trai họ ở nơi xa, vì cớ thương nhớ đến nhà cha của mình, cũng vì nhiều lý do khác, có thể tích cực và có thể tiêu cực, nhưng người con trai đó đã nhớ về người cha mình và nghĩ rằng là người cha thật nhân từ, người cha thật yêu thương, nhà của mình thật tốt lành. Và đứa con đó đã tự nhủ trong lòng rằng: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Và đứa con nó mới nghĩ thế thôi, và khi nghĩ thì nó đã làm một cái hành động để quay về nhà cha của mình. Và khi đứa con trở về nhà cha của mình thì điều gì xảy ra? Người cha không hề trách móc những gì sai trái, những gì tội lỗi của con mình. Và người cha đó đã đón đứa con của mình trở về ở trong tình yêu thương, trong sự bao dung, trong sự nhân từ, với đầy lòng thương xót. Cha yêu dấu ơi, chúng con đến với Ngài. Chúa ơi, một lần nữa chúng con đến với Ngài và chúng con thưa với Chúa rằng Ngài là cha nhân từ của chúng con. Xin bày tỏ lời của Ngài cho chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúa ơi, lời Chúa chính là thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh của chúng con. Và điều quan trọng hơn hết là chúng con hành động để trở về nhà Ngài. Để Chúa ơi, chúng con là những đứa con ở trong nhà của Ngài. Và Chúa ơi, tất cả mọi điều của Ngài là của chúng con. Và chúng con biết điều đó khi chúng con có một người cha nhân từ đầy lòng thương xót yêu thương chúng con. Ngài máu nghe chậm giận, và Ngài luôn đón trước chúng con để trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, xin bày tỏ cho con, cho tất cả quý ông bà anh chị em chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay, để lời Chúa thực sự đụng chạm đến lòng của chúng con, và lời Ngài thực sự làm thay đổi cuộc đời của chúng con, thay đổi tư duy và cách nhìn của chúng con, để rồi Chúa ơi, chúng con thực sự hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao phó cho cuộc đời của mỗi một chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài thật nhiều. Chúng con dâng thời giờ tốt lành này trong tay Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta biết ở trong Luca chương số 15, đây là một phân đoạn kinh thánh không lạ gì ngay cả đối với những người mới tin Chúa.
Họ vừa mới bước vào hội thánh thì họ đã được nghe câu chuyện này rồi. Và họ thường, câu chuyện này thường đề ra là đứa con trai hoang đàng. Nhưng tôi không muốn nói nhiều đến đứa con trai hoang đàng. Nhưng tôi sẽ muốn nói đến nhiều về lòng thương xót và sự nhân từ của Đức Chúa Trời Ngài dành cho chúng ta, đó là người cha. Và người con trai ở trong nhà của cha, đó là con trai cả. Chúng ta sẽ cùng xem Luca chương số 15. Sẽ bỏ qua bớt những câu từ câu 1 đến câu 10 đi, và chúng ta sẽ xem từ câu số 11. Đoạn và chương là do Hội đồng Kinh Thánh chúng ta đặt ra để cho các tín đồ và những người mà muốn nghiên cứu Kinh Thánh dễ dàng hơn một chút. Còn bản gốc Kinh Thánh thì không có chương và không có đoạn. Kinh Thánh được ghi một mạch, liền mạch. Do đó thì chúng ta có thể lấy từ câu số 11 cũng được. Quý vị cùng theo dõi và tôi xin phép được đọc Kinh Thánh ở trong Luca chương số 15 từ câu số 11 đến câu số 32. Trong bản dịch truyền thống 1926. Bản dịch 1926. Ngài đã phán rằng: một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bốn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo, nó muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, tôi đã làm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bỏ con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Và con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: em cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bỏ con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào, nhưng nó thưa cha rằng: này, tôi giúp việc cho cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường bí điếm rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bỏ con mập. Người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn. Con ơi, con ở cùng cha luôn. Có bao giờ chúng ta nghe người cha của mình hay bố mẹ mình nói với mình là mình ở cùng bố mẹ luôn không? Và những gì mà bố mẹ mình có là của mình không? Có rất nhiều những đứa con ở trong nhà cha của mình, nhưng không biết rằng mình đang ở đâu. Lần trước tôi có nói cùng quý vị rằng đôi khi chúng ta đang ở đây, nhưng tâm hồn của chúng ta, tâm trí của chúng ta đang nghĩ đến một nơi nào khác. Có phải không quý vị? Lần trước tôi có nói như vậy. Và đôi khi
Cái đứa con ở trong nhà cha của mình nhưng không biết địa vị của mình có. Khi đứa thứ hai là đứa con trai út đó đã đem tiền của cha mình chia cho, đem gia sản của cha mình chia cho để đi tiêu vung phí. À, có thể là nó vào sòng bạc. À, lúc bây giờ không có sòng bạc quý vị nhỉ. À, cũng không có quán bar như bây giờ, cũng không có những cái thú ăn chơi như bây giờ. Nhưng trong thời đó có rất nhiều thứ để có thể tiêu tiền. Có thể lắm nó đến một phương xa, nơi đó nó không hề quen ai cả, và nó phải kết giao với bầu bạn. Và những người bạn đó thì là bạn vì tiền, cho nên khi có tiền thì nó đến nó lên hot. Nó ồ cái này hay lắm, cái kia hay lắm, cái kia tuyệt vời lắm. Nó sẽ rủ dê cái người con trai út này và đi tiêu bạc. Cứ thế còn bạc còn tiền còn để thử. Và đến lúc hết bạc hết tiền, hết ông tôi hết bạn bè, hết thân thiết, và bắt đầu đói kém thì không làm sao được, vì đói quá rồi thì phải lo đi làm để kiếm miếng ăn. Nhưng điều quan trọng khi trở về nhà, người cha nhân từ đã chờ đợi sẵn ở nơi đó. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta tiếp nhận Ngài là cứu Chúa của cuộc đời chúng ta, thì chính Ngài là đấng đã chờ đợi điều đó từ lúc ban đầu rồi. Quý vị có nhớ ở trong Sáng Thế Ký không? Từ ban đầu Chúa Giêsu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời. Và khi hai con người đầu tiên phạm tội thì Chúa Giêsu cùng với Đức Chúa Trời, ba ngôi, Ngài đã có một hoạch định để cứu chuộc loài người. Ngài đã yêu chúng ta từ trước vô cùng. Ngài đã chọn chúng ta từ khi chưa sáng thế. Ngài đã chờ đợi chúng ta từ lúc đó. Để rồi khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời, thì Ngài đã đang đứng để giang tay ra để chờ đợi chúng ta trở về nhà Ngài. Ngài đã từng nói: ta đứng giang tay ra cả ngày để chờ đợi dân bội nghịch. Con mắt của Đức Giê-hô-va không hề nhắm mắt và không hề buồn ngủ. Ngài chờ đợi chúng ta cả ngày lẫn đêm. Lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa thật lớn lao cho cuộc đời của chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô có nói rằng: vì cớ Ngài yêu thương chúng ta mà Ngài đã xóa sạch mọi cái tội lỗi, mọi cái lầm lỡ, mọi cái điều xấu xa trên cuộc đời của chúng ta đã phạm. Để rồi Ngài đem chúng ta về nhà của Ngài, hưởng sự vinh hiển, hưởng sự nhân từ, sự thương xót của Ngài. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, câu số 22, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, áo tốt nhất không phải áo tốt vừa, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Tại sao lại lấy áo tốt mặc cho nó? Tại sao lại đeo nhẫn vào ngón tay? Và tại sao lại mang giày vào chân? Có bao giờ quý vị để ý điều đó không? Cái điều nó đang thiếu là gì? Có thể đúng, về thực trạng nó cũng đang thiếu áo tốt. Đói nghèo mà, đi chăn heo mà, lấy đâu ra có quần áo đẹp để mặc, lấy đâu ra có giày để mà đi, lấy đâu ra để có nhẫn mà đeo. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng bán rồi, phải không quý vị? Người cha không những cho những cái điều thiếu sót thật, nhưng cái điều mà Kinh Thánh muốn nói ở đây là lòng nhân từ của cha đó, lòng thương xót của cha đó không định tội đứa con, và Ngài phục hồi địa vị cho đứa con hoang đàng. Phục hồi bằng cách nào? Chúng ta biết trong thời xưa có một cái nhẫn gọi là nhẫn quyền lực. Khi đeo cái nhẫn, nó không phải là cái nhẫn cưới này đâu, đeo cái nhẫn vào một ngón tay, tôi nhớ không lầm thì ngón tay giữa này, hoặc là ngón tay trỏ này. Khi mà đeo, nó tùy vị trí thôi, nhưng mà đeo cái nhẫn đó, thậm chí cái nhẫn đó nó như một con dấu.
của một cái quyền lực nào đó trong thời bấy giờ. Và cái đứa con trai út được người cha của mình phục hồi cái địa vị làm con, mặc dù trong lòng của nó chỉ suy nghĩ rằng là cha ơi, con không đáng được gọi là con của cha. Dẫu rằng con là con của cha đấy, nhưng con không đáng là con, không đáng với cái địa vị mà cha cho con. Nhưng người cha không kể được. Sự nhân từ của Ngài thật lớn lao. Ngài không những không định tội, nhưng Ngài còn ban thêm ân điển cho chúng ta. Đó là sự thương xót lớn lao của Ngài. Chúng ta thấy ở trong Thi Thiên có một cái chương Kinh Thánh, và nhiều chương khác, nhưng có một cái chương rất là đặc biệt. Cả một chương đó chỉ nói đến lòng nhân từ của Chúa còn đến đời. Cứ một câu trước thì câu sau lại lòng nhân từ của Chúa còn đến đời đời 13-14 lần. Lòng nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Lòng nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Lòng nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Thử mỗi ngày chúng ta đọc câu đó xem nó sẽ như thế nào. Quý vị có bao giờ quý vị nguyên một ngày mà quý vị chỉ đọc lòng nhân từ của Chúa còn đến đời, quý vị sẽ thấy Chúa tốt lành như thế nào? Khi chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy những gì Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Không phải là vàng bạc vật chất hay là nhà cửa xe cộ hay tất cả những thứ ở đời này đâu. Cái điều đó trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta sẽ rất cần. Và chúng ta thấy là nó giống như là một cái thứ gì đó không thể thiếu thốn được trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng đến khi, đến một thời điểm nào đó mà khi Chúa bày tỏ trong tấm lòng của chúng ta, thì cái điều quan trọng nhất lại không phải là những thứ đó. Vì những thứ đó không bao giờ lấp đầy cái khoảng trống trong lòng của chúng ta. Quý vị biết khi chưa tin Chúa, lòng của con người nó như hai cái bàn tay đổ cả thế gian vào vẫn còn chỗ trống. Cho đến ngày mà tin Chúa rồi thì sự vinh hiển của Ngài đến và làm cho lòng của chúng ta thấy được cái sự bình an và sự đầy dẫy ở bên trong. Có phải không quý vị? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Lắm khi tự dưng thấy buồn à, chẳng biết tại sao tôi buồn nữa. Nhưng đó là sự thật đó. Bởi vì cái sự thiếu vắng từ trong lòng, thiếu vắng tình yêu thương của người cha, lòng nhân từ và sự thương xót của Ngài. Khi được chia gia tài, đứa con thứ hai có đầy đủ, nó có thiếu thốn đâu. Nhiều khi có đầy đủ nó làm gì? Nó không phát triển, nó không làm lợi ra những cái tài sản mà cha cho. Đấy là chưa nói đến cái việc ngỗ ngược là khi cha nó còn sống đã muốn cha mình chết đi để chia gia tài. Chỉ người chết rồi mới chia gia tài chứ sao còn sống chia gia tài. Nhưng cũng Kinh Thánh không đề cập đến vấn đề đó, mà chỉ nói là người cha nhân từ đến mức ổ thôi thì nó muốn cũng cho đằng nào thì mai mốt tài sản này cũng sẽ thuộc về nó. Mình cho nó trước theo cái yêu cầu của nó. Có phải cha người cha đã dung túng con? Không. Người cha cũng đã từng khuyên bảo con, nhưng người con đã không nghe và cố tình, nhưng cha vẫn nhân từ để bằng lòng cái điều đó. Và càng nhân từ hơn khi người cha đã đón đứa con vào lòng và mặc áo tốt, đeo nhẫn vào tay và đi giày vào chân. Chúng ta biết là sự nhân từ đó rất khó có thể có ở trong con người của chúng ta. Chúng ta cứ để ý xem cái nhà nào có đứa con nó ngỗ ngược, có đứa con nó nghiện ma túy, chơi bời. Khi về nhà thì người cha sẽ đối xử với người con đó thế nào? Mắng chửi, đi hết chỗ này chỗ kia để nói xấu về con của mình, phải không ạ? Ôi thằng con nhà tôi nó ngỗ ngược lắm, thằng con nhà tôi nó mất dạy lắm, thằng con nhà tôi nó nghiện ngập, nó lấy hết gia sản của tôi rồi, làm bao nhiêu không đủ cho nó. Không một người cha nào ở trên trần gian này có thể cư xử như vậy, có tấm lòng như vậy. Nhưng tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một chúng ta trong mọi khoảnh khắc, trong mọi thời điểm, trong mọi tình huống dù khó khăn hay là trong lúc chúng ta đầy đủ sung sướng, bất luận trong thời điểm nào thì Ngài vẫn nhân từ và yêu thương chúng ta. Lòng của Ngài không hề đổi rời, tình yêu của Ngài là bất diệt. Rồi một ngày kiếp sống qua đi của một đời, tình yêu trần thế trao cho nhau cũng nhạt phai, còn lại giữa chốn không gian đây là tình Ngài.
Tình yêu duy nhất không qua đi không nhạt phai. Tình yêu của Chúa, lòng nhân từ của Ngài còn mãi mãi. Amen. Quý vị thấy amen đúng không ạ? Đây là điều rất là tuyệt vời ở trong phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết. À, lúc này đây thì một điều rất là thường tình sẽ xảy ra, nếu như là chúng ta thì cũng vậy. Đứa con trai cả ở ngoài đồng trở về. Đứa con trai cả ở ngoài đồng trở về, nó làm gì ạ? Nó nghe và nó biết ô trong nhà, nó hỏi đầy tớ là nó chứ trong nhà có việc gì đấy mà tiệc tùng mà nhảy múa mà vui thế, sao ta lại không biết? Chúng ta đặt câu hỏi, ô tại sao mà gia đình đấy hay người cha này không báo cho đứa con thử con cả? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi là sao người cha lại không báo cho đứa con cả biết là đứa em về không? Người cha không có thời gian cho cái việc đó. Cái thời gian người cha nó đang chờ đợi để giang tay chờ đợi đứa con của mình để trở về. Và khi nó về thì vui mừng và quên đi tất cả mọi điều. Nó đã chết và nay được lại. Làm sao có thời gian để nghĩ đến cái điều đó? Nhưng không phải là thờ ơ với người con cả. Người con cả đã trở về. Và khi hỏi đứa đầy tớ như vậy thì người con cả làm sao ạ? Vui mừng đúng không ạ quý vị? Ở đây người con cả không hề vui mừng một chút nào. À, bực bội, khó chịu. Con cả liền nổi giận ngay lập tức. Ừ. Không hút vào nhà luôn. Vậy thì người cha bây giờ mới ra phiên bản. Nhưng nó thưa với cha rằng, này tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặt ăn chơi với bạn hữu tôi. Này tôi đã giúp việc cha bấy nhiêu năm. Theo quý vị, theo cái điều người con cả này, như người con cả cũng chẳng khác gì người con thứ hai, cũng đều nghĩ rằng là gì, mình như đứa đầy tớ, giúp việc cha bấy nhiêu năm, ở trong nhà cha giúp việc cha bấy nhiêu năm, nhưng cũng nghĩ giống mình cũng giống như đứa đầy tớ giúp việc, có khác gì đâu. Một con dê con cũng không dám bắt để thịt. Bây giờ nhà quý vị, ở nhà có tủ lạnh đúng không ạ? Sữa chua có, sữa chua nhà Nam, sữa chua nếp cẩm, sữa tươi, các thứ đồ ăn có sẵn đấy. Nhưng cái đứa con ở trong nhà chẳng bao giờ nó sờ tới, chẳng bao giờ nó ăn, nó chỉ biết làm việc thôi à? Quý vị sẽ nghĩ thế nào? Nó là đứa con thì nó có đặc quyền để được thừa hưởng những thứ đó phải không ạ? Có điều trong sự kiểm soát của người cha, và nó chỉ cần nói với cha mẹ thôi là con ăn cái này được không, hay là cho con cái này con ăn nhé. Người cha mẹ nào mà chẳng sẵn sàng mình mua cho nó mà. Vậy con dê con này có thuộc về đứa con cả không? Có. Hoàn toàn có thế mà. Nó không ăn, nó không nói gì cả. Ô thì đói thì phải nói chứ. Nó không hề nói gì với người cha, nó cũng nghĩ mình cũng giống như đứa này rồi. Này, tôi giúp việc cha bấy nhiêu năm nay. Ô cha chẳng cho tôi một đứa, một cái con dê con nào để ăn chơi với bạn hữu tôi. Cái từ ăn chơi với bạn hữu tôi tức là tiếp đãi bạn hữu tôi, chứ không phải ăn chơi cái kiểu là cứ thích thì bắt đầu lại làm tiệc nhậu nhẹt thôi nhá. Quý vị phải hiểu rất rõ nhá. À về mai kia bảo ô chú ơi, xin Chúa cho con coi con bỏ đi. Để con về con làm một bữa tiệc để nhân dịp Giáng sinh này mua thêm mấy két bia, mấy chục lít rượu về, rồi là kêu bạn bè con đến nhậu chơi. Chúng ta đừng làm như vậy nhá. Đấy không phải là điều Chúa muốn nói ở đây. Đứa con cả ở với nhà cha không được gì, và này là điều thật tuyệt vời về sự nhân từ lớn lao của Chúa. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường bí điếm rồi trở về, thì cha vì nó làm gì bỏ con mà. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn. Con ơi, con ở cùng cha luôn.
hết thảy của cha là của con. Vậy có thứ gì trong trong nhà đó không phải là của đứa con cả? Trước đó một thời gian, Kinh Thánh ghi là cách ít lâu, trước đó một thời gian thì người cha đã chia gia tài. Kinh Thánh ghi là chia gia tài cho ai? Cho hai đứa con, không phải cho một đứa nhá. Nhân cái dịp mà đứa con thứ hai nó ngỗ ngược, nó đòi chia gia sản khi người cha chưa mất, chưa qua đời, thì ngay lập tức người cha cũng chia luôn cho đứa con cả luôn. Cái nhánh đi đây rất rõ luôn. Người em hỏi với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con, không phải cho một đứa con. Vậy có nghĩa rằng là gì? Cái gia sản đó, cái đứa con thứ nhất đã hoàn toàn có quyền tiêu mà không cần hỏi cha. Con dê con đó hoàn toàn có thể giết để đãi bạn bè mà không cần hỏi cha mình. Chứ tôi chưa nói đến cái việc mà phải hỏi trong sự tôn trọng thôi. Như vậy nó có toàn quyền trong cái việc mà người cha ta cha cho mình. Ở đây hình bóng nói với những cơ đốc nhân như chúng ta như thế nào? Chúng ta ở trong nhà cha của mình. Có những cái lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh hứa cho chúng ta, nhưng chúng ta không biết nắm lấy, dẫn đến chúng ta cũng không nhận được. Cũng giống như người con cả này, sự nhân từ Ngài còn đến đời đó. Điều Ngài yêu thương chúng ta thì có dư và bày tỏ qua tất cả những gì chúng ta cần thì Ngài đã sắm sẵn. Nhưng chúng ta biết điều đó. Tôi nhớ cái ngày khi bắt đầu tin Chúa, lúc bây giờ thực ra mình không hiểu về Chúa như thế nào đâu, nhưng chỉ thấy sự ngọt ngào ở trong lòng đó. Nó có một cái sức sống đặc biệt. Và đến hội thánh thì cái điều duy nhất đó là cảm nhận được tình yêu. Ngày nay những người mới họ đến, họ cũng cảm nhận được cái tình yêu thật sự ở trong hội thánh. Có đôi khi chưa hẳn anh em trong hội thánh đã yêu nhau giống như họ cảm nhận, nhưng cái tình yêu mà chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra, cái bầu không khí tụng linh mà khi họ đến với hội thánh đấy, tình yêu đó tuôn tràn từ Đức Chúa Trời qua hội thánh, qua chúng ta và đến với những người mới, và họ bị bắt phục bởi tình yêu của Ngài. Đó là sự nhân từ của Ngài. Và sau đó thì cái điều đó nó bày tỏ qua đời sống, và tôi thấy được những thói hư tật xấu và những điều này điều kia trên đời sống mình bắt đầu nó cứ từ từ nó rời khỏi đời sống của mình nhẹ nhàng. Không phải nặng lòng gì, nhưng mà tự dưng nó rời khỏi. Chứ nó không như những người ở trong thế gian này, muốn bỏ thuốc lá thì phải nhai kẹo xinh gum, rồi cuối cùng thành nghiện kẹo xinh gum. Đến lúc bỏ kẹo xinh gum thì ăn trầu cũng lại nghiện trầu. Tức là cứ cái nọ không nghiện cái này thì cũng phải nghiện cái kia. Nhưng chúng ta không cần bất cứ thứ gì ở trong sự nhân từ, sự thương xót của Ngài. Ngài có cho chúng ta đủ tất cả mọi sự. Từ ban đầu Chúa đã làm nên mọi sự nhiều hơn là đủ, phải không quý vị? Một tuần chúng ta cứ tạm hiểu. Tôi thì tôi không nghĩ rằng, chắc chắn là tôi không nghĩ rằng là một cái tuần đó giống như tuần của chúng ta. Nhưng chúng ta cứ mường tượng như vậy đi, cứ cho như là một tuần 7 ngày của chúng ta đi. 5 ngày đầu tiên Chúa làm ra những thứ để phục vụ cho con người, có phải không ạ? Rồi đến ngày thứ 6 ngày mới làm ra con người, thì lúc bây giờ đã có đầy đủ tất cả mọi sự để cung ứng cho con người rồi, có thiếu không? Nhưng vì sự ham muốn, mỗi ngày cái tháp ba bên ngày xưa là do sự kiêu ngạo của loài người, thì ngày nay cũng chẳng khác gì ngày đó. Dẫu rằng không có cái tháp ba bên, dẫu rằng không có, kể cả không có những cái tòa nhà cao, thì nó vẫn kiêu ngạo giống như thế. Ai cũng làm theo ý của mình cho là phải, ai cũng muốn mình phải có cái này, có cái kia. Khi có cái kia rồi thì lại thêm cái kia nữa, cứ thêm và thêm lên, không biết đến bao giờ nó mới dừng. Đó là lòng tham vô đáy.
cứ để ý kỹ ở trong tấm lòng xem, cho đến lúc nào đó có thể lắm Chúa sẽ bày tỏ để cho cái người nào đó mà Ngài yêu mến biết rõ ở trong lòng, đầu tiên là trong lòng, cái giá trị thật được phục vụ Đức Chúa Trời là thế nào. Và người đó sẽ hành động ở trong đời sống của mình để bày tỏ cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Nếu sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa cứ đeo đuổi trên cuộc đời của chúng ta, sự nhân từ và sự thương xót của Ngài cứ gìn giữ chúng ta khi đi ra và khi đi vào, cứ gìn giữ đằng trước, đằng sau, bên tả, bên hữu, và ngày cũng như đêm, cuộc đời của chúng ta sẽ khác. Tuần vừa rồi tôi, 2-3 tuần vừa rồi tôi ho nhiều lắm. Có đêm tôi ho không thể ngủ được. Ban ngày thì không thấy mấy, nhưng mà ít ho thôi, nhưng mà cứ tối đến là không bị nóng sốt đâu, nhưng mà cái dạng giống như là cái thân thể bị cảm thì thời tiết, bởi vì nó nhiều thứ lắm, vì công việc rồi mọi thứ. Và điều duy nhất mà những người biết mình bị ho, và những người bác sĩ thì đều nói là mình phải chạy đến bác sĩ để khám rồi để uống thuốc. Tôi thì thực ra là cũng quen rồi, hơn 20 năm đi theo Chúa rồi thì tôi không có dùng thuốc tây và cũng không dùng thuốc bắc. Điều quan trọng là tôi chạy đến với Chúa và đương nhiên là tôi có thể đứng đây để chia sẻ ngày hôm nay, bởi vì Chúa Ngài rất nhân từ và Ngài chữa lành cho tôi. Nếu trước đây tôi không được chữa lành loét dạ dày, tức là tôi bị loét dạ dày mãn tính trước đây, thì từ đó đến nay có lẽ hai cái bắp tay tôi cũng không còn chỗ nào để mà tiêm nữa, bởi vì tôi thường xuyên phải tiêm kháng sinh. Lúc trước khi tin Chúa thì tôi phải tiêm kháng sinh nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà nhìn thấy mũi tiêm là tôi sợ, rất sợ luôn, và cứ thường xuyên như vậy, và cứ thỉnh thoảng thì nó đau. Khi tôi vào trong quân đội thì tôi vẫn bị đau ấy, mà anh em nó huấn luyện, còn tôi thì ngồi bên cạnh ở ngoài chỗ ngồi nghỉ của thao trường thôi, chứ không phải huấn luyện, là vì mình đau dạ dày, và thỉnh thoảng lại phải đi vào viện quân đội. Nhưng đến khi tin Chúa, sự nhân từ, sự thương xót của Ngài đã khiến điều đó rời khỏi cuộc đời của tôi. Quý vị nghĩ đi, trong nhà cha ta có đầy đủ mọi thứ, hết thảy của cha là của con, sự chữa lành mà Ngài có, Ngài ban cho chúng ta, nhưng chúng ta hãy nhận lấy. Chúa nói là gì? Chính Ngài đã chết trên thập tự giá, Ngài đã lấy đi bệnh tật của chúng ta, gánh đi tật nguyền của chúng ta trên cây gỗ. Rồi Chúa nói gì? Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể nhận lấy điều đó ở trong nhà cha của chúng ta. Cha ơi, trong nhà cha có sự chữa lành, con cảm ơn Ngài vì sự chữa lành mà cha ban cho, và hết tay của cha là của con, cho nên nhân danh Chúa Giêsu con đặt tay lên người này, người này được lành. Nhân danh Chúa Giêsu con công bố bệnh này được lành, đau bao tử phải lui thì nó lui đi. Có phải không quý vị? Giá trị về tiền bạc không phải lớn nhất, vì từ ban đầu không có khái niệm về tiền. Từ ban đầu không có khái niệm về tiền. Hai con người đầu tiên đâu có biết tiền là cái gì đâu. Họ chỉ biết là có Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ thôi, và hàng ngày thì họ đồng đi với Đức Chúa Trời, tương giao cùng với Ngài, hưởng sự vinh hiển của Ngài, sự tốt lành từ nơi Ngài. Mọi sự đều là tốt lành, không có gì khác. Vậy tại sao loài người sau nhiều nghìn năm thì bây giờ ngoài vật chất ra không biết gì khác? Đôi khi chúng ta bị cái nghĩa là định nghĩa về thành công ở trong đời này,
nó tẩy não chúng ta. Thành công trong đời này là phải có địa vị cao, phải có là một vợ hai con ba đầu bốn bánh, nhà đầu xe hơi hay có cái này cái kia. Không, thành công thật sự ở trong Chúa không phải là điều đó. Thành công thật sự ở trong Chúa đó là gì? Cái người đó hoàn thành được cái sứ mệnh của Đức Chúa Trời giao phó ở trên đất này. Dẫu rằng ở trong hoàn cảnh sống như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là phải hoàn thành được cái sứ mệnh của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của người đó. Đó là sự nhân từ của Ngài, không quý vị. Nếu Ngài không nhân từ với chúng ta, Ngài có cho chúng ta biết chương trình của Ngài trên cuộc đời của chúng ta không? Thôi kệ nó, bỏ mặc nó, muốn làm gì thì nó làm. Sở dĩ chúng ta phải tranh chiến, sở dĩ chúng ta phải than khóc, sở dĩ chúng ta phải nhiều lúc phải buồn rầu, nhưng nó ít lâu thôi, là tất cả những thứ đó để chúng ta gì, muốn tìm biết cái điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta, để chúng ta hoàn thành nó ở trên đất này, để đến lúc khi chúng ta về với Ngài ấy, thì Chúa sẽ nói là được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, hãy vào hưởng phần thưởng của Chúa ngươi. Buổi sáng hôm qua khi tôi xem một cái tiết mục của các thiếu nhi ở bên trường Shalom ở bên quán Nam Hải Phòng, quý vị biết không, rất đụng chạm. Đại ý là tôi chỉ nhớ nhất mỗi cái chỗ một cái câu chuyện của cái vị vua trở về, và vua nói rằng việc ta giao cho con đến đâu rồi, và một người đứng lên ơi, thưa vua, đây việc của vua giao cho con, bây giờ thành quả của con đây. Những người tin Chúa trở về. Một người khác đến, ồ vua, việc vua giao cho con, vua cứ yên tâm, sang năm con sẽ làm đâu đấy. Bây giờ kìa, vua vào nhà con chơi đã, biệt phủ 50 tỷ kia, xe hơi đời mới kia, con chở vua đi một vòng dạo phố cho vui. Rồi sang năm, đấy, tiền con nhiều rồi, bây giờ con cho người sao? Và vua nói rằng, hỡi đầy tớ bất trung và gian ác, hãy quăng nó vào hồ lửa. Tôi nói thật sự với quý vị, nó phải có những cái thời gian mà chúng ta gặp sự cố, và có những cái đêm thức canh để cầu nguyện ấy, thì chúng ta mới nhìn thấy vấn đề của cuộc đời mình. Còn nếu như nó cứ bình, mà nhất là lúc mà đang có nhiều cái sự thuận lợi, tất cả mọi thứ đều thấy nó trôi chảy ấy, chưa hẳn nó là phước hạnh đâu nhé. Tôi nói quý vị đây, chưa hẳn đó là phước hạnh đâu. Cho nên đừng, không có quan trọng cái bên ngoài nó như thế nào, nhưng quan trọng bề trong của chúng ta như thế nào. Giàu bên ngoài nghèo thiếu, giàu bên ngoài khó khăn, giàu bên ngoài thì dòm như thiếu thốn, nhưng bên trong thì cứ đổi mới không thôi. Vì ai ở trong Đấng Christ là người dựng lên mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Tôi rất ao ước cho chính bản thân tôi và cho quý vị, sắp đến mùa Giáng sinh rồi và chúng ta vẫn còn đang ở trong mùa tạ ơn. Cái điều tạ ơn đơn giản, cha nhân từ của chúng ta không phải là gì khác đâu, mà quan trọng đó là gì, thực sự chúng ta bước vào được cái sứ mệnh mà Chúa giao phó, đó là cái sự nhân từ thương xót của Ngài cho đời sống của chúng ta. Nếu Chúa gọi chúng ta là người giảng tin lành, hãy đi giảng tin lành. Nếu Chúa gọi chúng ta là làm việc kinh doanh để lấy tài chính để giúp đỡ, hãy làm hết lòng và làm. Ai gọi đến được làm chức vụ thì hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ, và chỉ như thế nó mới thỏa lòng, chứ nếu không như vậy nó không thể thỏa lòng. Tôi đã từng nói với quý vị, nhiều khi bản thân tôi cũng vậy, xin Chúa tha thứ. Mãi mê cuộc sống, mãi mê nhiều thứ, mình chưa có đủ cái thời gian để cho cái sứ mệnh của Chúa giao phó cho mình, nên nó chưa hiệu quả nhất thôi. Tôi tin hội thánh của Chúa không phải ít người như thế này, nó chỗ không chưa đủ đâu, chắc chắn không chưa đủ đâu, nhỏ lắm. Bởi vì thực ra là rất nhiều ngày tháng nay, hầu như ngày nào tôi cũng xem chương trình của cái hội thánh khá là lớn, gần như nó thuộc lớn nhất thế giới, đang có mặt ở trên 51 quốc gia. Và mỗi lần họ nhóm thì cái hội thánh của họ như cái sân vận động, nó đã
lắm, không phải đá vì đám đông, nhưng cái sự sức giàu nó tuôn đổ đến đến cho dân sự, và qua đó mình cũng công nhận được sự sức giàu. Chúa Ngài vô cùng nhân từ với chúng ta, Ngài còn đang giang tay chờ đợi chúng ta, giống như Ngài đã giang tay chờ đợi đứa con trai hoang đàng. Ngài đang chờ đợi chúng ta điều gì? Con ơi, ta bảo con này, việc ta giao cho con đã làm biết đâu. Chúa nhẹ nhàng, Chúa ơi cho con thêm ít thời gian, được, ta cho con một năm nữa. Nếu cái cây này mà không kết trái thì đốn và chặt đi. Kinh Thánh ghi như vậy đấy. Có phải một ngày kia Chúa nhìn thấy cả các môn đồ nhìn thấy một cái cây vả không, đúng không? Nó không có trái, đến mùa có trái mà nó không có trái. Chúa bảo thì đốn cho chúng nó luôn đi. Các môn đồ bảo sao? Chúa ơi chúng để cho năm nữa đi. Nếu nó không ra trái hãy chặt. Để tôi chăm bón thêm nữa rồi năm nữa mà nó không ra trái chặt. Trồng cây mới. Nếu một người nào đi theo Chúa bước vào hội thánh, tôi nói này rất thật nên quý vị đừng giận. Và nếu quý vị có giận thì quý vị thiệt thòi thôi. Bởi vì tôi nhớ có một cái cô bé ở trong miền Nam trước đây ở cùng với hội thánh Nemi của chúng tôi trong đấy. Và đã đe dọa mục sư tôi không đến nhóm thì lấy đâu mục sư có chiên. Mà mục sư đó cũng dặn con không đến nhóm chết ai người biết. Linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội linh hồn nó chết. Cho nên tôi nói với quý vị là nè, nếu chúng ta bước đi với Chúa, đến với hội thánh tin Chúa đến nhiều năm nay rồi mà không kết quả, xem lại và nhớ lại cái câu Chúa nói rằng đốn và trung đi. Không thể mãi là mục sư hay là những người nhân sự rồi những lãnh đạo hội thánh cứ chăm sóc mình ngoài được, nó phải lớn lên chứ. Cây nó không lớn, không kết trái, không yêu thương nhân từ, bình an nhịn nhục, rồi hiền lành trung tín tiết độ, không có trái gì của thánh linh thì đi theo Chúa làm gì? Thật sự trong tuần vừa qua, tôi cứ nghĩ đến lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa, mà tôi bảo sao Chúa có thể chờ đợi mình như vậy hết lần này đến lần khác. Chúa cứ bảo con ơi làm cái này đi, làm như vâng vâng Chúa ơi Ngài chờ con, không phải một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, nhiều lần. Tôi nghĩ thực sự nếu là con người chúng ta với nhau, có ai đã từng bị thất hứa ba bốn lần chưa? Quý vị có ai ở đây bị thất hứa ba bốn lần chưa? Có dễ chịu không? Nhất là họ hẹn hay gặp trả tiền mà phải gặp họ ai không trả. Có bao giờ chúng ta thấy nó khó chịu thế nào? Chừng nào ấy chúng ta không còn khó chịu nữa thì chúng ta mới cảm nhận được sự nhân từ và sự thương xót của Chúa. Và trong cái lúc như thế thì chúng ta mới, cái người mà thất hứa đấy cũng nhìn thấy được cái sự nhân từ và sự thương xót của Chúa là lớn lao dường nào. Tại sao tôi lại nói điều này? Vì hãy cứ ở trong Chúa. Chúng ta đang trong loạt bài là hãy cứ ở trong ta, đúng không? Chúng ta đang ở trong nhà chúng ta, cha chúng ta, và chúng ta có sự nhân từ và sự thương xót của Ngài. Có thể chúng ta không được hoàn toàn như Ngài, nhưng chúng ta thừa hưởng cái điều đó. Đó là lý do chúng ta có thể yêu thương. Đó là lý do chúng ta có thể thương xót. Ngài nhìn thấy người mù thì động lòng thương xót. Ngài nhìn thấy người khó khăn thì động lòng thương xót. Ngài không phải chỉ thương xót những người mà Ngài yêu mến, hay là những người tốt lành, nhưng Ngài thương xót tất cả mọi con người giống như nhau. Và chúng ta thì chỉ khi nào thấy người ta xứng đáng thì chúng ta mới thương xót, nhưng đó lại không gọi là thương xót. Thương xót là khi ai đó phạm tội với mình mà mình tha thứ cho họ và cho họ thêm quả. Đấy là thương xót.
Và Đức Chúa Trời làm thế với chúng ta. Tôi nói đi nói lại điều này rất nhiều là bởi vì tại sao? Mỗi lần tôi phải nhấn mạnh để quý vị phải làm lòng cái việc là gì? Chúa thương xót tôi là vì tôi có tội. Đáng lẽ tôi phải chết trong tội lỗi của mình ở dưới hồ lửa, nhưng Ngài đã không đoán phạt tôi, lại còn cứu tôi và ban cho tôi nhiều phước hạnh khác, và còn kêu gọi tôi để phục vụ Ngài. Đó là thương xót. Thưa quý vị ơi, hãy cố gắng hàng ngày. Không cố gắng không làm được đâu. Hãy cố gắng nhưng mà làm được. Hãy cố gắng hàng ngày nói nhiều đến sự nhân từ và sự thương xót của Ngài. Nói nhiều đến tình yêu của Ngài. Đừng nói nhiều đến điều tiêu cực. Đừng nói điều nhiều đến cái xấu của người khác. Đừng nói nhiều đến những cái thứ về chúng ta chẳng cần quan tâm. Những cái thứ đó là nó sống hay nó chết, mặc nó. Cái việc đấy không phải việc của ngươi. Đấy là việc của Chúa ngươi, không phải việc của ngươi. Việc của ngươi là gì? Ta bảo ngươi làm gì? Nói như thế cũng không phải là chúng ta không quan tâm. Chúng ta muốn thương xót họ cứ thương xót, nhưng thương xót xong đừng hỏi lý do, đừng hỏi gì cả. Họ cần sự thương xót đấy, mình có thương xót được không? Nếu được không hỏi ý kiến, không cần phải hỏi gì cho nên nhiều. Còn nếu không thôi đừng làm gì cả. Ngài đã làm thế với chúng ta cũng làm thế với mình cả. Tôi ước ao qua lời Chúa này hôm nay, thực sự tôi nói điều này cho chính tôi nhiều hơn và cho quý vị đang có mặt ở đây, để mỗi một chúng ta sẽ thật sự là người trở nên càng ngày càng giống Chúa hơn, trở nên là người sống ở trong sự nhân từ hơn, yêu thương hơn, giàu lòng thương xót hơn ở nơi giống như người ta cha nhân từ đã tha thứ, đã đón chúng ta trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen. Amen. Amen.